đầy bê tông rồi. Đây là gạch bê tông. Đây cây. Đây. Cái này chúng ta đang xây tường rào. Tường rào mới ấy thôi, con chỉ không muốn. Đấy là gạch gạch chịu lực. Nó từng có đỉnh chùa gần gần đây không? Có cái đó ngay đây. Bây giờ đi vào nó bên phải này. Vẫn đi, bác cứ đi thẳng đường đi. Đến thì có cái ao bên này. Ngắn thôi. Cái nhà mà làm cái đồ nó mở cửa nhà. Nóng ở ngoài. Đây á, trên đây. Té được.